Hiểu ba nguyên tắc sống của Buffett, sự nghiệp năm mới chắc chắn khởi sắc, đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể làm theo. Những doanh nhân từng nghe theo lời khuyên của Buffett đều thành công rực rỡ, thậm chí tài sản tăng lên gấp đôi sau khi gặp thần chứng khoán. Trong 22 năm kể từ khi sự kiện đấu giá bữa trưa của Warren Buffett bắt đầu, bốn người Trung Quốc nhận được lời khuyên của thần chứng khoán đã đạt được thành công rực rỡ. Bố già của ngành smartphone Trung Quốc đoàn Vĩnh Bình, tỷ phú Hoàng Tranh, nhà đầu tư Triệu Đan Dương, Chủ tịch Chu Diệp của công ty Dalian Zut Entertainment đều có sự nghiệp khởi sắc, thậm chí tài sản tăng lên gấp đôi sau sự kiện này. Có vẻ như những lời khuyên của Buffett không thể thay đổi 180 độ cuộc sống, nhưng vẫn có tác động không nhỏ đến suy nghĩ và sự nghiệp của những doanh nhân này. Nếu chưa thể tham gia vào bữa trưa với nhà đầu tư đại tài, bạn vẫn có thể học hỏi những nguyên tắc sống của ông qua sách và những cuộc phỏng vấn. Trong đó, Buffett từng nói về những nguyên tắc nếu một người nắm được, họ sẽ có nhiều khả năng giàu có trong tương lai một không nghe theo số đông một cách mù quáng chắc hẳn bạn đã từng nghe đến câu nói nổi tiếng nhất của buffett và cũng là nguyên tắc sống của ông hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi nếu nhiều người làm một việc sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh và lợi ích thu được rất nhỏ trong khi đó những thứ mà người khác không thể nhìn thấy mới là thứ giá trị nhất điều này không chỉ có thể áp dụng cho đầu tư mà còn cho bất cứ điều gì trong cuộc sống Tháng 3 năm 1967, bác Sir Hathaway của Buffett mua lại hai công ty bảo hiểm. Khi đó, các thành viên khác trong hội đồng quản trị đã phản đối việc mua lại này bởi họ cho rằng các công ty bảo hiểm không kiếm được tiền. Một khi gặp phải những khoản bồi thường lớn thì họ sẽ mất ngay cả vốn ban đầu. Nhưng Buffett vẫn quyết định mua vì nhìn thấy một thứ mà những người khác không thể nhìn thấy. Phí bảo hiểm thu được từ các công ty bảo hiểm là một dòng tiền ổn định, có thể được sử dụng để đầu tư sinh lời trước khi các yêu cầu bồi thường xảy ra. Trên thực tế, hai công ty bảo hiểm này đã mang lại dòng tiền ổn định trong vài thập kỷ, gián tiếp làm nên thành công cho Warren Buffett. 2. Tránh xa tiếng ồn Nói đến đầu tư, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến phố Wall, nơi tập trung các ngân hàng đầu tư hàng đầu. Nhưng trụ sở bác sơ của Buffett lại đặt tại Omaha, một thành phố nhỏ không liên quan gì đến tài chính. Vì sao tỷ phú này lại không đặt trụ sở chính ở phố Wall sôi động? Buffett từng giải thích rằng trước đó ông đã làm việc ở phố Wall được 2 năm nhưng lại cảm thấy rất tồi tệ. Nguyên nhân là bởi tại phố Wall mọi thứ diễn ra quá nhanh, cứ 3 giây lại có thông báo mới, cứ 5 giây lại có tin nhắn mới. Trong trạng thái phấn khích khi nhận tin mới như vậy, tâm trí không thể bình tĩnh, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến phán đoán và quyết định. Sau khi tránh xa ồn ào, chuyển đến Omaha Buffett giống như một thợ săn, bất kể là đầu tư chứng khoán hay mua bán sáp nhập doanh nghiệp ông đều chính xác và nhanh chóng trở thành thần chứng khoán của thế giới. Chúng ta đang sống trong thời đại quá tải thông tin. Thông tin dư thừa giống như tiếng ồn liên tục ù bên tai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phán đoán của bạn. Khi bạn lọc bỏ những tin tức vô ích này, chắc chắn khả năng tập trung, đưa ra quyết định của bạn sẽ tốt lên rất nhiều. Ngày 3, làm bạn với những người giúp mình tốt lên. Cách tốt nhất để tiến bộ là ở bên những người giỏi hơn bạn ngay cả Buffett cũng không ngoại lệ. Ông chủ bác Hathaway từng thừa nhận rằng đối tác vàng Charlie Munger là người giỏi hơn mình, giúp ông mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân trong thời gian ngắn. Nếu không quen Munger có lẽ Buffett sẽ nghèo hơn bây giờ rất nhiều. Trong buổi tọa đàm thường niên tại bác khi một thiếu niên hỏi, ông có lời khuyên nào giúp thế hệ trẻ thành công? Buffett đã trả lời, hãy chơi với những người tốt hơn, chọn ra những cộng sự có năng lực hơn bạn, nhờ đó bạn sẽ đi đúng hướng. Theo tỷ phú, bên cạnh việc trau dồi năng lực, người trẻ không nên coi nhẹ việc chọn bạn bè và xây dựng các mối quan hệ. Khi kết giao với cá nhân thông minh, có tính cách tốt, bạn có thể học hỏi thói quen, suy nghĩ, kiến thức của họ và hoàn thiện bản thân. Ngược lại, nếu dành thời gian cho người chỉ thích trì hoãn, suy nghĩ bi quan, thụ động, bạn sẽ trở nên giống họ, hạn chế sự phát triển. Thần chứng khoán từng nhắc đến việc để phát triển toàn diện, hãy chọn chơi với những người biết theo đuổi đam mê, biết lắng nghe, chính trực và có lập trường riêng vì vậy nếu bạn muốn tiến bộ ở bất kỳ lĩnh vực nào ngoài việc tự trao dồi bản thân đừng ngại kết bạn với người giỏi hơn mình khi nhìn lại bạn chắc chắn sẽ bất ngờ khi nhận ra mình đã đi được rất xa so với xuất phát điểm ban đầu